Trời ơi, anh em mày cá không nè. Trời ơi. Thôi luôn. Tới luôn. Tới chuyện luôn anh em ơi. Đây. Đó. Đó. Rồi. Trời ơi. Quá khứ luôn. Rồi, xin chào cả nhà nha. Hôm nay ba anh em sang đi thả lưới tiếp nha cả nhà. Thả lưới này là cá sát như là nước lớn á, mình chỉ cầm thôi, không có thả. Lưới này là lưới cầm, là lưới neo á. Đó, bữa anh em bữa nãy giờ đâu đó tiếng gì à? Bây giờ mình đi cuốn. Lưới này là cầm là không có để lâu, bữa một lát à lên phân. Rồi, không đợi lâu, không nói gì thêm. Anh chị em cùng theo chân ba anh em mình cuốn lưới nha. Rồi, ngày mới sang xin chúc tất cả anh chị em ngày mới thật là vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc bên gia đình. Rồi, ba anh em sang kéo lưới nha anh chị em ơi. Sấy sấy rồi. Tay lưới mới nè, mới ken luôn. Mới cặp có hai giác rồi. Cái hai bà lộ. Xe gì vậy? Lên lưới nha. Lưới nha anh em. Có gió. Cỡ này coi. Cá luôn. Chứ kìa. Đó. Có cá nè em. Có cá nè. Lên lên thôi. Làm như bữa sạch mà đáng tiếp không? Còn đi bữa đêm cha lục chấm lục chấm đêm lên có nữa anh chị em ơi dặn. Cái rảnh mình bóp chọn bóp chọn cái rảnh đó nhìn anh chị em ơi sát nha anh em ơi. Coi anh em ơi, à, bự không? Lưới 4, lưới 4 con nặng nó nãy. Cái con bự gỡ mau có ký. Chưa để lại nhịp dòng. Chậm tới 2 giờ luôn.
đang còn. Này yếu dính thôi. Quá lòng. Áo đẹp đó, đó em ơi, đây là bạn. Còn đây cá dảnh, đó cá sáng. Đặt 14 còn mà mấy thì nhìn thấy thường. Giá còn 300 giá. Còn đá còn. Cầm tay đó. Tay người lớn mình đó. Đó đây nữa nè, em ơi. Con mánh luôn rồi. Ôi ơi, sức bự lại lại. Ngon ghê. Trời nè, quá khứ. Cái này lát đẹp gì trước không? Chạy. Mình dạng nướng trước. Cái này dạng nướng trước anh em ơi. Sáng đẹp phải không? Nắng tốt. Chết luôn luôn nè. Một ngày đó. Họ tới nữa anh em ơi. Quá bén quá. Bóp phơ cái ngụm liền. Chạy máu. Ủa kìa, cái gì bự vậy? Tơi luôn anh em ơi. Cá hú gì vậy? Hú anh em ơi. Ồ, cá hú. Hú luôn. Chết, nhảy mà.
được chứ, phải vậy chứ. Đâu ngày nào chắc nữa nó quăng hết đường gỡ luôn anh em ơi, dính nổi lưới luôn kìa. Dính nổi lưới luôn. Anh em ơi. Làm món gì nói chung cá sông á anh em, làm món gì ăn đúng không? Ơ cho xong luôn kìa. Ồ xíu nè. Đẩy cái đường lên chưa? Đó. Chút nữa là chút xíu nữa. Không xanh. Không xanh nữa anh em ơi. Cần. Đẩy cái đường lên chưa? Thả luôn lên. Chết rồi. Ôi, bộ sát trong đi. Trời ngọt. Không thích cả. Rồi ăn gì trên nữa bỏ nha vậy. Không có hồn. Ăn gì trên không đi nữa bỏ chứ vậy. Hồ đầm chỗ đáy. Chỗ đáy. Ô đen thầy. Ba lần. Đó, sát nữa nè. Em ơi, sát nè. Bự nè. Sạc quá bự rồi nè. Còn cái thứ làm cái sách. Ô đợi này cứ dày lâu rẻ. Đã. Qua lửng. Không qua mà cứ được cái bốn phân bự. Sát nè, ô đã. Ngọt như đen lứ luôn. Nhớt. Nè nhớt nè, đâu. Nè. Những gì nó ngọt không? Cái sát bằng ba ngón tay luôn kìa. Bự. Còn đang còn. Cái này nướng mới ngon. Nữa. Dành luôn em ơi. Dành. Vô. Mạnh lắm. Chị em ơi, phải nãy cuốn luôn này là ăn lo đi luôn rồi. Nó dư ăn luôn rồi. Đó, quá dính luôn chị em ơi. Chầm luôn rồi. Hàng dính thôi em ơi. Rồi. Từ từ. Nhập luôn em. Dính xe viên luôn. Ba cái được. Thì nó ghê lắm nha, thì ghê. Ba ba hai ba không được. Không được. Một vào thử mẹ này đi. Cái bốn thằng. Nhưng mà dính cá con nào đáng con đấy. Sí.
hải sản mình. Đầu tiên là sẵn mình thôi. Rồi tới nhớ. Cuồng nhớ.
Tiền Giang trở về lấy thêm thì giờ lấy thêm báo thiệt. Cầu nó xây chưa có xong, đất mới có làm móng nữa, chưa có nhiều chỗ, nó ba nhiều chỗ chạy bay xong rồi. Vậy mà mấy cái to đâm cũng chết ha, phá kỷ lục thế giới luôn. Gì mà không cầu phải sáng anh xuống anh mò chiếc xe lên á, anh coi mấy cái to anh xanh mặt. Qua dính anh chị em mà qua hư. Lộn xong số hơn thấy không, số là sao đâu, ba cầu mà đúng to cỡ đó, cây cỡ đó trong mé không bị gì, ba giờ thành cỏ không sao nhưng mà ghê vậy. Sợ té sao mà mình không ướt, mình không sợ gì té xuống cho mình không, không mình mấy nó không queo không miếng nước nữa, mà xe nằm dưới nước không lẽ nó chạy rồi nó buồn luôn. Ừ biết sao đứa này dịch cái gì vậy. Tranh thủ dở dưới lên cho nó coi. Dữ lắm rồi. Dữ lắm luôn anh em ơi. 4 tiếng mới xong. Đang gọn mà nó dính mạnh. Nó tắp lưới con cù. Tắp lưới cù, gỡ lưới cù luôn. Tắp vô banh. Thứ ngành nó dính. Thứ này cho nó. Banh lưới mình. Lưới nó có 3 mạng. Thank you.
liền con hết luôn. Chỗ sang dạng bị xui. Xui gì cá nãy cũng con ngon vậy. Cá nó còn bành bành không gì nữa. Ủa. Qua bài à. Ở mít là đồng quả mà nó đắp được cái mỏ bu còn lại là cái gan còn dài nhiều mà có mấy cái thang không đi à, không đi nữa rồi, rồi. Qua dính rồi chè qua dính vô vô nha. Xé lư à vô bậy quá ngạnh nè mấy con rồng rồi đó đỡ xong đi luôn à. Nguyên bậy thay sang ngô để trồng lưới sang ngô này gỡ lâu quá gỡ gì lâu gì bập bập cá nước ngoài nha em cá nhỏ bữa đó cá bự bình đi cá nó bự là nửa tay là bự cá con kiếm mấy cút út ấy cút út ngoại lai mà út đầu ra đứt dịch á thiệu á bự lắm ba cá quỷ nhiều xíu ăn vậy đó ăn đậu ngon mà mấy ngày bằng mấy cái xác đâu đúng béo luôn ngon kẹp thẳng dưới lên đây đây nguyên cục luôn vô luôn cái này chân chục ký quá cái này dai dai nhìn lát chục ký đều như ăn lên không có chỗ nắm á ba chục
thấy có cục lớn không? Họ nó sẽ lưu luôn nha anh em. Lát ra đầy giờ mới được. Thì bán hay chưa? Tốt chết. Má ơi, má ơi. Má ơi, má ơi, dính cái má ơi. Trời ơi, đang coi. Dính. Vô, vô à. Vô nữa anh em ơi. Lúc tràn. Khủng luôn rồi. Quá khử rồi. Thứ nào chịu nổi thế này ta? Mới đâm nữa em ơi. Lát bắt nước nấu cơm thuộc luôn. Quay luôn. Thấy không? Có gì. Có cái gì? Quá thẳng rồi. Quá. Chính. Giờ đây dính con bự bự. Con bự không anh em chắc. Ui. Gì vậy? Nữa chứ gì, bẻ ra rồi đó. Để đặt cho sức. Cái kim không có lai nào luôn. Là bẻ này là lấy đi luôn nè. Vô ngàm này đi ra luôn. Chỗ sáng bẻ nhanh bỏ trắng chứ. Đắt lắm. Rồi, chạy miếng vải vài tới miếng ống luôn đi. Lụm sạch dưới đó, đổ đường đi tới luôn chứ mày.
Để cảnh quá trắng vậy. Đó, bỏ đi, ra về đá bị cá không thì làm. Phải đi mua xuồng theo thả lưới mà. Qua chín nặng rồi đấy. Xuồng dễ qua. Thằng có xuồng không? Thằng có xuồng không chỉ làm mà thằng có xuồng đòi làm à? Ơi cá bự kìa. Hai con liên tiếp luôn này nè. Rồi ở bên kia nữa kìa. Rồi cái gì chịu nổi. Cái gì nào chịu nổi. À, lưới này gì, lưới này gì, lưới kia còn cá nào đó ta. Ba người nướng chắc ăn 2 kg quá. Trời ơi. Đã lên dục lại làm chặt bát cá nó dính. Chờ luôn nó đi. Đứa nó chậm mình nó đâu có trôi nữa hả? Chờ luôn đi, lát mình chạy lên bữa. Đi về dưới ăn cơm xong lên tiếp hộ lên thăm luôn thì đợi lên gỗ đợi lên gỗ nó sao dính nhiều quá con nước rồi sao chơi đi chợ sẵn có cá gỡ đủ loại cá luôn nó dính như này cá bự không anh em ơi quá trời luôn trên xuống cá là cá mà hỏi gì sao cái này là cá bự lắm nha, mắc tiền, cá trăm mấy ký bằng cá ông lao, ăn nó ngon, được. Gỡ ba con, gỡ cũng không mong. Xé cái lồng rồi. Một tính xé, một tính dịch, mấy con. Thầy cụ nhà đây, nhà xuống nhau gỡ chứ. Cá luôn.
đó đi của lưới bơ sụn con cầu cả luôn mày á. Lại vừa là né được Covid nữa. Thì sẵn là mấy anh em ra sông cách ly luôn chứ em. Ở giữa đảo. À, giữa đảo giữa sông. Giữa đảo có mồi đem vô bán người ta ra lỡ. Điện cá đồng hàng căng tới chỗ luôn anh em ơi. Đó, mà đó là cái đảo đó. Anh em nào muốn cách ly thì ra đó. Muốn nhậu mồi mà đi tụi. Có mồi đem tới chỗ cho anh em luôn. Tồn mấy ngày nào nó đói nhưng còn ma đi vô không nổi. Tồn đem theo tay lưới cá. Trời ơi dính kìa. Thôi rồi luôn. Gỡ hết nổi luôn anh em. Xong cái trâu cá cỡ đó. Thứ nào chứ nổi. Còn mắc ma nãy gỡ con cá cái buổi luôn anh em ơi. Dính mà gỡ lâu quá trời lâu. Tại lưới còn hơi mơ chưa. Học em xé hả? À? Còn hơi cưng. Lưới mình cho lưới nó không cho ta. Lưới mình dở phăng nó không đắt bấm chì. Trời. Cửa gầu. Không biết loại mà nổi dây lọt đó, lọt xong à. Bước xe lưới luôn anh em ơi, bây giờ nó nghỉ cứng. Lắm rồi. Không nổi. Ừ đứng kia đó chẹn chẳng còn chẳng còn vô vô à. À vô luôn. Nó bò lên nhảy xong luôn. Ông nội. Nãy nghe lời sang về dưới con cơm lên đây nó thăm sao gỡ xong nổi. Xịn hết luôn. Bây giờ thử 100 cây cửa gì? Giỡn mày. Mẹ anh rồi. Lứ bọng nhiều phân. Giỡn chích tới đây nè. Thử cửa. Thử cửa nữa.
cho anh quay cái tụng để thấy cửa. Khóc thiệt chứ ngày sáng. Đó giả vô cái là thấy ông chờ cái bên. Ông chờ gì? Cái chích cũng sao anh cừ. Ồ, cái anh chích rồi anh nhăn. Trời. Ồ lưới này mình thả của xác đất mà sao không dính cái kết ta? Không có kết. Qua được con 200 lưới rồi. Mấy trăm ngàn? 300 không? 27 kg mà đâu có đâu để nó canh ăn. Dính có bạn cho mấy 200 gram. Cái này già. Không bán. Không bán đâu. Cá ngon để ăn. Được lòng cái cá đâu bán. Cá đã nấu canh phải ngọt ha. Cái kết á. Ừ. Ăn sau đó. Thử làm gì nổi. Để trẻ con tôm thả vô nó cũng được. Con tôm hầm Alaska được. Tôm Alaska rồi. Sao chồng lưới ảnh thì giải thích như bệnh ảnh. Nhìn dính nhiều quá. Có lẽ kéo đồ lưới đi lên coi, dính coi, cho quay coi. Ờ, em kìa. Ngon. Rồi, gỡ vô sức vô mà. Đi sang. Ờ, em kìa. Vô. Trời, nó gỡ cá lâu ghê quá. Trời, nó gỡ rồi giờ mới tới đây. Lâu gì? Nãy giờ ba bốn con. Anh lừa cái đầu ra nè, giúp. Nó gỡ nào vừa xé lưới vậy. Cá không nhỏ nhỏ mà cá đằng kia ta bự ta gỡ không mau không. Cái này ta cầm cái kềm nè. Lóc lóc một lưới như vậy nè. Nó vô chẹt. Vô lá lưới cùng là làng vậy. Lúc trên đó mà vô sao tắp được mà tắp. Lấy lưới nó cho lên luôn cái gì á. Lưới nhanh nhanh cho lên luôn rồi. Lưới nó cũng lưới thả nữa đó. Còn mấy cái phao trên này. Lưới mình dính cá với nó vòng dài dài xuống trên tầng trầu vậy. Chịu vậy. Đâu cho lên nổi nữa đâu. Cho xuống. Trời ơi. Hết tham luôn. Vô hết vô. Trời ơi, lên bình xong luôn kìa. Sầm củ lông mà còn hơn là lấy lưới mà thả trong hầm nữa anh em. Trời ơi, dính cá trong hầm. Xong tiền. Xong mình kiếm tiền, đâu phải câu củ lông. Rồi. Từ nào chị nói. Nhóc. Gió kịp. Nhẹ lương cao. Nhẹ lương cao nghe nè. Càng lấy kịp bẻ chút xíu. Gỡ xong lưới thì điều hàng lên tới là có tiền đó anh em ơi. Chín mươi k rồi ở dính cục này đâu còn cả 100k luôn rồi. Không nổi dính chòm dính là 100k chòm 100k 100k cái cháy ngoài trời nó tính bông xanh nữa không nổi ơi. Cá nhiều quá. Lặn lên cái cây vô cái cây đó à, dính cái thứ nào nói anh em ơi kìa. Trời ơi còn nói còn gì nữa chụp lên tấm hình nha. Trời ơi dột dữ luôn anh em ơi. Hai anh em sang cũng mới vừa cuốn tay lưới xong luôn cũng được nhiêu cá nè, ký lô gì cá sủ cá phèn.
những gì ít ít mà được cá ngon, cá cày đồ, cá sát bự bự luôn không? Vừa nãy cái dạo cấp sang bổ tay lưới dày, lưới bao con dữ nó dính được đâu mười mấy ký gì. Con này là lưới 4 phân cho nên cá dính ít, tại vì nó thưa anh em, nó lọt bớt. Còn lưới 3 phân dữ là nó vừa cự, bởi vì nó dính cá nhiều. Lưới 4 phân làm dính cá ngon ngon luôn, dính cá sát con bự bự luôn. Còn lưới 3 phân dữ là dính cá sát con nhỏ nhỏ gì không à, ngon ngon. Cá sát mình dẹp bò tiêu á, bò tiêu là ăn ngon lắm nha, chứ thôi mình nướng á, nướng ăn khỏi chơi luôn. Rồi bây giờ anh em sang đi về nha anh chị em. Rồi sang cũng xin kết thúc video tại đây. Chị em yêu quý mến mấy anh em sang sang nhường like video và đăng ký kênh để cho sang có nhiều động lực ra nhiều video cho anh chị em xem nha.